Giải bida caramba băng HBSF Tour 2 Cup Mintable năm 2024 đã chứng kiến phong độ ấn tượng của cơ thủ Đào Văn Ly. Trên hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng, Văn Ly đã vượt qua những đối thủ nặng ký như Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự hay cơ thủ số 1 thế giới, cũng là đương kim vô địch của giải HBSF Tour 1 trận quyết chiến. Màn trình diễn của Văn Ly không chỉ làm nức lòng người hâm mộ, mà còn khẳng định được tài năng và bản lĩnh của tay cơ này. Ở trận chung kết, hai cơ thủ Đào Văn Ly và Phạm Quốc Thích đã thi đấu đầy nỗ lực để cống hiến cho khán giả một màn rực rỡ tỷ số mãn nhãn. Bước ngoặt chỉ đến sau giờ nghỉ giải lao, Văn Ly đã tung ra hai series liên tiếp và bứt lên dẫn 43-29. Từ đó anh duy trì phong độ và giữ vững lợi thế để thắng chung cuộc 50-32 sau 20 lượt cơ. Kết quả này giúp Đào Văn Ly giành chức vô địch, nhận cúp và số tiền thưởng 50 triệu đồng. Giải này là em đánh trên phong độ em rất là nhiều, quá trời hay giải này. Em thì vẫn có một cái điều là tập trung thôi, cỡ nào cũng phải tập trung đánh hết trơn. Nói chung là tập luyện, cũng gắng tập luyện để quýnh sao cho nó tốt nhất thôi. Với ngôi á quân, cơ thủ Phạm Quốc Thích nhận giải thưởng 20 triệu đồng, trong khi hai tay cơ Nguyễn Như Lê và Đinh Quang Hải đồng hạng 3, mỗi người nhận 10 triệu đồng. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, các tour đấu từ đầu năm 2024 đến nay cũng ghi nhận chỉ số trung bình của các trận đấu khá cao. Bên cạnh yếu tố chuyên môn từ các cơ thủ, thì chất lượng đến từ Mintable cũng đã góp phần vào thành công chung đó. Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với những cái tổ chức mà tôn trọng chúng tôi và chúng tôi rất là tôn trọng HBFF. Một phần chất lượng sản phẩm của chúng tôi phải tốt thì những cái cơ thủ mới bộc lộ được hết khả năng của mình. Cho nên giải này tôi thấy chất lượng chuyên môn rất là cao, tôi rất là vui. Khép lại tour 2, giải bida caramba băng HBSF sẽ tiếp tục đến với tour 3, dự kiến diễn ra vào tháng 9. Điểm mới lạ chính là việc ban tổ chức đã quyết định mang giải đấu đến một tỉnh thành khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Cũng bật mí cho các bạn đam mê bida tiện theo dõi, sắp tới cái tour 3 liên đoàn sẽ tổ chức tại thành phố Vũng Tàu để cho tiếp cận thêm nhiều khán giả và tiếp cận thêm được nhiều cơ thủ để tìm thêm những gương mặt mới. Hy vọng với nỗ lực đổi mới đến từ những người làm công tác chuyên môn, các cơ thủ lẫn người xem sẽ có những trải nghiệm thú vị.